Xin chào tất cả mọi người nha, rất vui gặp lại tất cả mọi người ở một video tiếp theo. Thì hôm nay mời tất cả mọi người đi dạo ngắm đường phố Sài Gòn cùng với Hải, cũng như là cập nhật những cái tin tức mới về Sài Gòn nha. Đấy, hiện tại thì Hải đang có mặt tại con đường Nguyễn Bình Khai. Thì phía đằng trước có mọi người là Dinh Độc Lập này. Hôm nay thì Hải thấy lượng người đổ tới Dinh Độc Lập rất là đông. Sáng nay còn phải xếp hàng để có thể được đi vào tham quan của Dinh Độc Lập cơ. Thì bây giờ mình cùng đi về phía trước của Dinh Độc Lập xem thế nào nha. Đây, lượng khách du lịch mọi người thấy đang đi dạo này, ngắm đường phố Sài Gòn này. Du khách nước ngoài rồi người Việt mình dạo này cái dọc này rất là nhiều và nhộn nhịp luôn á. Ngày hôm nay thì ai thấy là lượng khách đúng là vào Dinh Độc Lập đông dã man luôn. Đấy, trên báo Dinh có chia sẻ đây, xếp hàng cả tiếng đồng hồ mới mua được vé để vào tham quan rồi. Bây giờ thì mình vào con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, sau đấy rồi mình vào đứng quay cho mọi người xem một xíu tại Dinh Độc Lập xem thế nào nhé. Đấy, hôm nay thì chắc Dinh Độc Lập đông lắm vì mọi người đổ tới để tham quan và vui chơi tại Dinh Độc Lập ấy, rất là nhộn nhịp luôn. Khu vực này thì hơi trống nhá, bây giờ mình cùng qua Dinh Độc Lập xem thế nào. Ai thấy là phía bên giờ Dinh Độc Lập được trang trí hoa cây cối rất là đẹp. Đây này mọi người, đây hoa này. Đây lượm lượp xe này. Xe ra xe vào liên tục luôn để tham quan. Buổi sáng nay mình hơi bận một xíu. Ông quay cho mọi người là ui ôi đông kín đấy kìa. Đây bên trong Dinh nhá mọi người thấy không? Đông nghìn nghịt. Đây hoa cây cảnh này. Rất là đông luôn. Đấy, nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975 tới 30 tháng 4 2023. Mình dồn ở trước luôn. Rất là đông, nhộn nhịp. Nhìn xe cộ này. Rồi chưa nắng nha mọi người, nhìn đây xếp hàng này. Cái cảnh tượng xếp hàng để mua vé vào Dinh này. Đấy, xếp hàng từ đòn. Thì mọi người có thể thấy từng đoàn khách đang đứng xếp hàng để chờ mua vé này, đó là hàng dài luôn á. Đấy, cái hàng dài mọi người xếp hàng từ đoàn người ông dã man luôn này.
thì thấy mọi người có thể thấy từng đoàn người xếp hàng rất là đông vui. Bây giờ mình đứng đây để qua đường nhá, mình qua đường Hàm Tiên và qua nhà thờ Đức Bà để quay cho mọi người xem luôn. Đấy, xe cộ đi lại rất là nhộn nhịp. Bây giờ không biết sao qua đường này xe đi nhiều quá. Đấy, công viên này giờ này đang ở trưa, giờ này là 2 giờ chiều mọi người. Nên ít người ra lắm, buổi sáng mình tới mà tới đây chắc là không chen được luôn á. Đông kín đi. Đấy, mình đi ra nhà thờ Đức Bà và quay cho mọi người xem một xíu, sau đấy mình về Hồ Con Rùa nha. Đấy, con đường Master này trang trí hoa này rất là đẹp luôn. Đứng này chờ qua đường này, chuyện ăn uống cà phê. Ngày hôm nay thì Sài Gòn này chỉ có ăn uống cà phê là đông vui rồi. Đi vui chơi những cái địa điểm như là Thảo Công Viên rồi Dinh Độc Lập rồi Đầm Sen. Đầm Sen này tối ngày hôm nay có bắn pháo hoa mọi người, đang giảm giá cho mọi người những nào sinh vào tháng 4 và mà áo dài đi vào Đầm Sen đấy, giảm giá 50% vé luôn. Thờ Đức Bà mọi người, không có hàng rong nữa luôn, sạch bách gọn gàng. Đây, du khách đứng ngoài thì không được vào tham quan này. Đấy, từng đoàn khách này đấy, đang đứng chỉ được tham quan bên ngoài thôi, tại nhà thờ Đức Bà mọi người biết là chưa làm xong mà nên khó mà có thể được vào bên trong lắm, chỉ có những người có ưu tiên thì mới được vào thôi. Nhà thờ Đức Bà thì trang trí rất là đẹp luôn này. Hơi nắng một xíu, mọi người đi chơi thì nó đi sớm một xíu nên nó nắng thôi. Đây là rất nhiều người tới, dù là nắng mọi người thấy không? Dù là nắng nhưng mà rất là nhiều người tới đấy tham quan này. Rất là nhộn nhịp luôn.
thấy mọi người thấy không? Luôn có xe buýt đưa mình tới tham quan tại chỗ khu vực này nếu mà có nhu cầu nhá. Rất là nhộn nhịp luôn. Phía trước có ủy ban bên bưu điện thành phố này. Vừa rồi Hải cũng cho mọi người xem tại ban bưu điện thành phố này. Hôm nay rất là nhộn nhịp luôn và đông vui, nhất là du khách nước ngoài rất là nhiều luôn mọi người ạ. Thì còn đây là nhà thờ Đức Bà, bên này thì đang có một vlogger này đang quay video giới thiệu về nhà thờ Đức Bà này. Tại nhà thờ Đức Bà này thì nó hơi nóng một xíu nên mọi người có thể thấy là ít chiều chiều thì nó mới lượng người đổ tới đây với đông nữa. Hải mới vừa quay cho mọi người xem về nhà thờ Đức Bà cũng như là bưu điện thành phố, thì bây giờ mình về đường Nguyễn Du nha. Đấy, đi dọc con đường Nguyễn Du này, phía trước các mọi người thấy là tòa nhà của Nova rất là đẹp và sang trọng cái khu vực này. Đấy, ngay đường Nguyễn Du giao nhau với đường công trường Paris. Công trường Paris. Đấy, một cái góc view đây rất là đẹp luôn, chiều chiều cực kỳ đẹp tại đây này. Đấy, các bạn trẻ đang chụp hình này. Rất là đẹp luôn. Khung cảnh cho khu vực này rất là đẹp. Đấy, nhưng mà người đây có căn nhà này. Đấy, cực kỳ lớn đấy, đẹp mà đang để biển cho thuê này. Đó. Nên lớn thế này không mà đấy, cho thuê chưa có người thuê luôn này. Năm nay có vẻ là cũng khó để cho thuê nhà. Anh Nam 0919049277. Bên này thì vé nó xịt sơn vé bậy này. Đấy mọi người thấy không? Cái nhà nó đẹp như vậy mà nó vé bừa bãi lên vậy. Làm xấu hết cả cái căn nhà người ta, cả cái mặt thẩm mỹ tại khu vực này. Đảm bảo tối ngày hôm nay thì chắc là với đông mình nhộn nhịp đi mọi người. Em ơi, đoàn người này đang đi tham quan Dinh Độc Lập ra về đây bên này.
để thương đoàn người thăm cái chỗ này là cái bảo tàng. Giá vé hình như vào là 20.000 hay sao á, chỗ đây này, hình như là 20.000 một vé vào cho mình vào tham quan chỗ đây. Nó kèm theo vé bán luôn. Ở tầm khoảng 60.000 một vé, nó không biết là ngày lễ có lên hay không thì không biết nữa. Còn bình quân thì giá giờ khoảng 40.000 thôi. 40.000 vé vào tham quan dinh và 20.000 vào tham quan bảo tàng. Thấy lượng người là đi bộ với đi dạo Sài Gòn rất là đông và nhộn nhịp nha. Hôm nay được cái là thời tiết nó còn đẹp nữa cơ. Đấy, không nắng luôn. Thời tiết cực kỳ đẹp luôn, giống như mùa thu Hà Nội vậy ạ. Hôm nay thì các dịch vụ Grab rồi taxi rồi có vẻ là làm ăn được ấy. Thấy nhiều quá, xe nào không? Mà được cái đặc trưng là ở đâu thấy cờ đỏ sao vàng đấy. Một cái niềm tự hào của người Việt Nam, từ taxi cho đến các nhà dân đều treo cờ đỏ sao vàng. Cái khu vực này mọi người thấy không, hoa nó rơi này, lá nó rơi nhìn rất là đẹp luôn. Thôi đến đây thì anh xin phép được dừng video nha. Cảm ơn tất cả các chú anh chị các bạn đã đón xem. Và hẹn tất cả mọi người ở một video tiếp theo. Hẹn mọi người vào tối nay nha. Tối nay thì anh sẽ cố gắng update những màn pháo hoa đẹp nhất gửi cho quý cô chú anh chị và các bạn. Tối ngày hôm nay là bắn khoảng 15 phút đó. Mọi người tranh thủ 9 giờ tối ra đấy để xem pháo hoa nha. Đây, từ 9 giờ cho đến 9 giờ 15 bắn tại nắp hầm Thủ Thiêm. Và bắn pháo hoa tầm thấp thì bắn ở đầm sen nha.